Hai nghệ sĩ Việt Nam bị cảnh sát Tây Ban Nha điều tra về tội cưỡng hiếp. Hồng Đăng không lên sóng cuộc hẹn cuối tuần mùa 2 số đầu tiên. Cháy cửa hàng tranh ở quận 1. Bị phạt nồng độ cồn, người đi xe máy chạy trốn vào quán cà phê. Mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng ngày 1 tháng 7 để biết thêm chi tiết.